cái gì đấy? Ừ. Em rũa cái lưỡi câu ấy mà. Lưỡi câu à? Vâng. Sao nó to như cái đinh thế? Thì nó chính là cái đinh mà. Thoái hóa, biến chất, sa ngã. Bác bị làm sao đấy? Em làm lưỡi câu sao bác lại bảo em là sa ngã? Chú có biết không? Hôm qua tôi dắt bộ nửa tiếng đồng hồ, lốp thì xịt, xe hết hơi, bụng thì đói, ngã lên ngã xuống, chắc chắn vì mấy cái lưỡi câu của chú vứt ra đường đấy mà. Ui, bác bé bé cái mồm của em ấy. Sao phải bé? Quá, em xin bác. Bây giờ phường người ta nghe thấy, người ta hót em đi thì em chết đói à? Mà hôm đấy em đã vá miễn phí cho bác chứ còn gì. Chú đưa tôi xem. Đấy, không phải là cái bác chẹt vào đâu. Cái bác chẹt vào là của thằng khác. Cái này của em. Em nói cho bác nghe, mấy cái thằng bạn trong hiệp hội bơm vá của em ấy, chúng nó sa ngã từ lâu rồi. Hôm nay em vừa định ngã một phát thì bị bác phát hiện. Thôi đi, ai ngã mặc kệ. Nhưng chú làm như thế là không được. Không thể làm cái việc bất nhân thất đức như thế được. Tôi với chú làm ăn trên cái vỉa hè này bao nhiêu năm rồi, làm gì thì làm, mình là người lương thiện, mình phải giữ lấy cái tâm chứ. Vứt ngay đi. Vứt đi. Không vứt, đừng nhìn thấy mặt tôi. Ấy đi. Thôi được rồi. Quá. Này, chú vứt đi đâu đấy? Thì em vứt ra đường như vứt rác ấy. Chú vứt ra ngoài đường, khác gì chú lại thả câu qua nhà người ta. Vứt vào cái hộp đồ nghề của chú đi. Khổ quá, nhưng em đã mất bao nhiêu công em làm rồi. Mất công cũng cất đi ngay. Đừng có cái kiểu thoái hóa, biến chất, xà ngã chứ gì. Cất đi. Vâng thì cất. Xe làm gì đây? Trời. Vá hả? Chú ơi, tôi không vá xe. Không có xe thì làm gì? Tôi sang bên photo kìa. Photo gặp bác này. Rồi. À, chú photo cái gì? Không, tôi không photo. Thế thì uống nước à? Bác ơi, tôi cũng không uống nước. Này, photo không photo, uống nước không uống nước, vá thì không vá, vá đây để phá đấy à? Hả? Ê, không không. Sao không, sao? Bác ơi, thế tôi nghe thấy bảo là ở photo có cả viết đơn thuê, có đúng không ạ? Này, đơn từ gì? Sáng ngày ra ông đến đây ông viết đơn từ, ông kia này, ông kia này. Không không không. Kìa, khổ lắm. Đúng một phần. Một phần đúng thôi ạ? Đúng. Thế còn tôi sai bao nhiêu phần ạ? Ông sai bét rồi. Chả có phần nào đúng cả. Hả? Kìa. Thôi, được rồi. Khách của tôi. Nào, chú muốn photo viết đơn hay làm gì chú sang đây. Nào, có lẽ phải sang với bác thôi. Còn cái chú này chú nóng tính quá. Rồi. Chú cứ cầm cái búa chú dứ vào. Chú cứ làm như là đầu của em là cái đe. Thế chú muốn viết đơn thế nào? Dạ, tôi muốn viết đơn để vào trường đại học mà. Chắc là muốn mở căng tin, xin bãi trông xe, đúng không? Đâu có ạ. Dạ thế bác nhìn em thế nào bác lại nói thế. Dạ không đây em viết đơn để vào thi vào đại học ạ. Thi vào đại học? Vâng. À, tôi hiểu rồi. Chắc là cần bằng cấp, rồi chuyển ngạch, nâng lương, chuyển nhóm chứ gì. Đâu có, bác lại hiểu sai rồi. Em thi vào để em học về nâng cao kiến thức ạ. Dạ em muốn nâng cao làm chủ đỉnh cao kiến thức. Dạ, bác có biết vợ em bảo là anh phải học như thế thì anh mới ngang tầm thời đại. Lúc đó anh sẽ như người ngồi trên mây, rồi dương đôi mắt bổ câu trâu lên để nhìn mọi người ở dưới trần gian, người ta đang hoạt động, họ đang làm cái gì. Đúng là thú vị lắm. Mà mát. Thôi được rồi. Thế là chú thi vào đại học. Dạ. Để lấy kiến thức. Vâng. Chú muốn thi vào khoa gì? Dạ tôi thi vào khoa triết học. Triết học? Bác làm sao phải trợn mắt lên thế? Ngạc nhiên à? Không ngạc nhiên. Ý tôi muốn nói là triết học, chú có hiểu không? Triết học là gì nhỉ? Triết học. Khi nói đến triết học, vâng, là người ta nói đến phạm trù. À, phạm trù. Nghe cái ông này quen quen lắm. Hình như tôi đã gặp ở đâu rồi. Ông phạm trù. Nhầm. Đấy là tôi quen ông Phạm Tuân. Phạm trù. Cái ông trù là ông nào nhỉ? Ông trù là. Bây giờ thế này nhá. Dạ. Chú có định đùa tôi không đấy? Dạ không, tôi đang nói rất nghiêm túc đấy ạ. Rất nghiêm túc? Dạ vâng. Thế thì tôi nói cho chú biết. Vâng. Triết học, chú có hiểu như thế nào không? Triết học, vâng, là mẹ của khoa học. Thế là bố của khoa học là ông nào? Bố của khoa học là ông nào ấy à? Dạ vâng. Bơm ơi.
Có việc gì đấy bác? Tôi đang giải thích cho chú này. Vâng. Triết học là mẹ của khoa học. Vâng. Thì ông này, ông ấy bảo với tôi là bố của khoa học là cái ông nào? Này, thế ông hỏi bác cái thế, bác cái trả lời thế nào? Bác ấy trả lời là bơ mơ. Tóm lại bây giờ thế này nhá. Vâng. Khi nói đến triết học, vâng, là người ta nghĩ ngay đến một cái gì đó nó rất là trừu tượng, rất là cao sang, rất là lung tung, rất là hỗn độn, rất là hỗn mang, rất là tá lản. Nói chung là khi ông đã hiểu được rồi thì ông không cần phải học nữa nhá. Mà từ sáng đến giờ bác đây là chưa ăn sáng. Ông làm cái gì thì làm ơn giải quyết cho nó nhanh nhá. Thôi được rồi, được rồi. Thôi. Quá. Thế là tôi hiểu rồi. Dạ vâng. Bây giờ tôi hỏi thật nhá. Dạ. Tại sao đến tầm này rồi chú lại muốn đi học đại học? Ôi, bác hay lạc hậu nhỉ. Ôi, thế bác không nghe thấy này, đài báo là nó cứ ra giả nói về vấn đề bây giờ các trường đại học mọc lên như nấm mà. Ôi thôi, thi vào đại học bây giờ nó dễ lắm. Thế bác thấy không? Nhiều nơi có trường mà lại không có thầy, có nơi thì nhiều thầy có mà lại không có trường. Đấy rồi, trường với thầy chạy xô cứ hỗn độn, nhiều khi còn cơm chả kịp ăn. Ôi, thi vào nó dễ lắm, mình phải thi chứ. Đã vào được là ra được. Đúng đấy bác ạ. Bây giờ còn có trường hợp nhé, giáo viên trình độ cao đẳng thì đi dạy đại học cơ. Sao lại có chuyện bất cập như thế? Thật chứ. Bây giờ em hỏi bác nhá. Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng được trường giữ lại để làm giảng viên. Sau một năm đủ một cái trường được nâng cấp lên làm đại học. Thì có phải là giáo viên trình độ cao đẳng đi dạy đại học không? Đấy bà. Thôi rồi, bây giờ nó lộn nhộn lắm. Nhưng quan trọng là cần có hai yếu tố. Một là có tiền, hai là có nguyện vọng, coi như khát khao để có bằng. Mà hai cái đó thì em có sẵn rồi. Đấy. Này, ông bảo là ông có tiền á? Ông có tiền sao ông bỏ tiền ông mua luôn bằng đi, ông đi học làm gì cho nó mất thời gian ra? Chú nói dở bỏ sư. Đằng nào mất tiền đi mua cái bằng giả. Tôi cứ nộp tiền vào để thi nhưng mà tôi có phải học đâu mà vẫn có bằng, mà lại có dấu đỏ thôi, chưa đâu. Thế ở đâu? Này, thức thời đi. Bây giờ thời buổi bây giờ nó phát triển rồi, cứ sửa xe đạp xe máy mãi rồi phải sửa xe máy đi. Bác ơi, nghe ông này ông ấy nói, tự dưng em lại thấy là ông có phải là khôn hơn mặt ông ấy rồi đấy. Chú đừng có nói xỏ riêng nhá. Này, anh nói cho chú biết nhá. Xã hội bây giờ nhiều nơi họ còn coi trọng bằng cấp lắm đấy. Cho nên em nói cho bác biết nhá, tranh thủ lúc học ra nhộm cái này em phải tranh thủ cướp lấy cái bằng luôn. Đúng, chú nói cũng đúng. Vâng. Bây giờ nhiều nơi người ta cũng rất quan trọng về bằng cấp. Vâng. Nhưng cũng có những cơ quan người ta rất quan trọng những người làm được việc và có kiến thức. Vâng. Bây anh hỏi nhá. Vâng. Chú học xong, chú lấy bằng đại học, về cơ quan người ta hỏi, thế chuyên ngành của chú là gì? Chú làm được những cái gì? Đúng chuyên môn mà chú lại tịt ngóm, thế có phải là chú mang vạ vào thân không? Bác dối hơi à? Tự nhiên đi hỏi về trình độ người ta làm gì? Cái quan trọng bác hỏi là tôi đã có bằng chưa? Tốt nghiệp loại gì? Ở đâu? Thế là xong. Em nói cho bác biết đi. Này, em cũng khôn chán. Chính vì thế cho nên không hơi đâu mà thi vào chuyên ngành kiến trúc hay xây dựng. Ví dụ nhá, xây nhà hay làm cầu, nhưng nó sập cầu, đổ nhà, em đi tù à? Chính vì thế cho nên em khôn lắm, em thi vào triết học. Triết học là cái gì? Như chú này vừa nói, triết học nó là cái gì đấy, nó mông lung, nó huyền ảo, nó rối rắm, lung tung, nó như một mớ bòng bong. Cho nên em có nói thế, nói nữa, nói mãi thì bác cũng chỉ hiểu thế, hiểu nữa, hiểu mãi mà cũng chẳng hiểu cái gì. Thế ta không hiểu cái gì thì bác hỏi làm gì? Thế là xong. Đúng đấy bác ạ. Đấy. Hay là thế này. Ừ. Nhân tiện, bác cũng thảo cho em một cái đơn đi. Ừ. Em cũng thi đại học, chuyên ngành triết học. Ừ. Có phải bác? Đúng rồi, bác ơi, nhìn cái mặt này là cái khát vọng có bằng là có rồi. Vâng. Thế nhưng mà còn đang nghi ngờ cái túi. Mặt và túi không liên quan đến nhau. Bởi vì tiền. Có tiền không? Tiền đâu? Tiền đâu? Nào. Thôi, được rồi. Sợ chưa? Chú vào đây. Dạ. Này. Tôi sẽ viết đơn cho chú. Vâng. Nhưng mà tôi viết kiểu gì cho nó đúng được? Thôi. Bác viết kiểu gì mà chả được. Cái quan trọng người ta có đọc đơn của bác đâu. Mà cái quan trọng nhất là họ xem cái biên lai đã thu tiền chưa, đã đóng tiền chưa, thế là xong. Bác hiểu không? Không được. Sao tôi viết đơn mà lại không ai đọc? Chú nói thế tôi cứ thấy buồn buồn thế nào. Ô hay. Làm sao bác phải buồn? Em mất tiền em không buồn. Bác viết đơn bác được tiền, buồn cái gì? Đúng đấy bác ạ. Bác cứ viết đi, viết đại cái gì cũng được, coi như mình mở hàng ấy mà. Đấy. Này,
chú đang định xui tôi thoái hóa, biến chất, sa ngã đấy phải không? Bác làm cái gì mà to chuyện đấy hả? Ô hay, viết đơn, nộp tiền để lấy bằng đại học, có cái gì mà sa ngã?